Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Sport. Hôm nay thì rất tiện là có anh đây anh tên là gì anh nhỉ? Tên là Đức. Đây có anh Đức, anh từ Hà Nội về. Thì anh ấy cũng tìm hiểu rất là nhiều về cái dòng máy tập chạy bộ. Thì bản thân anh là một trong những người mà cũng rất là đang tập gym. Đây các bạn có thể nhìn thấy người trông rất là đẹp. Thì trong cái quá trình mà anh đã mua anh đến phòng tập, nhưng trong cái đợt vừa rồi phòng tập nó nghỉ thì anh đã mua một cái chiếc máy tập chạy bộ ở Việt Nam này. Và hôm nay anh đã mang cái chiếc máy này, anh đã điện cho mình trước là bên mình có hỗ trợ đổi các sang cái dòng máy của nội địa Nhật không. Thì mình cũng đã chia sẻ với anh là anh cứ mang xuống xong rồi là mình sẽ hỗ trợ đổi cho. Thì ở đây thì mình vừa mang một cái số dòng máy tập chạy bộ này ra để anh tìm hiểu cũng như là lựa chọn. Thì đây là mình sẽ hỏi anh xem rằng là lý do tại sao mà anh lại bỏ đi một chiếc máy mới này. Máy này mình phải nói là thấy là công nhận là nó rất nhiều tính năng này, các cái bài tập tự động rồi là còn rất là mới. Anh cái này anh mua lâu chưa anh? 3 tháng. 3 tháng có cả nhịp tim nhỉ anh nhỉ? Đây thì anh đang trải nghiệm thử đây. Anh này thì khả năng là rất là cao to. Chạy lên con này thì nếu mà công nhận là nếu mà anh mua anh mà sử dụng cái con này thì nó lại nhỏ quá. Anh cho em hỏi là anh trải nghiệm giữa hai dòng thì anh thấy cái sự khác biệt gì của nó? Thực ra thì là trước kia mình rất là yêu thể thao, nhưng mà do dịch bệnh nên là mình không thể đến phòng tập được. Cho nên mình có mua một cái con máy này về nhà, nhưng mà trong cái quá trình sử dụng ấy thì mình cảm thấy nó không được ok cho lắm. Tại vì là khi mà mình chạy người mình rất là to. Khi mà mình chạy cái máy này một thời gian thì nó nhỏ, và thứ hai nữa là nó trượt. Vâng. Nó không đáp ứng được cái cân nặng của mình. Thế là chạy nó rất là cái tác dụng của nó rất là kém. Nhưng mà sao lý do đầu tiên thì sao anh lại chọn cái dòng máy này? Cái dòng máy này thì nó ở trên thị trường thì đầu tiên là mình cũng hơi tham, cho nên là mình thấy rằng là nó có rất là nhiều tính năng. Và vì chính vì thế cho nên là mình mới muốn mua về để mình có thể tập được nhiều bài tập ở đây trong cùng một lúc. Nhưng mà đúng là cái tiền nào của đấy. Cái dòng mà nó nhiều cái tính năng như thế này thì nó lại không đáp ứng được thực sự cái chất lượng của bài tập. Thế cho nên là sau khi mà mình dùng một thời gian thì mình đang muốn tìm hiểu một cái con máy khác nó chuẩn hơn, tốt hơn. Mình đây có sử dụng thử cái máy này. Thì trong cái máy này của bạn mình thấy có hai cái điểm mà mình cảm thấy nó có sự khác biệt so với cả những cái máy thông thường. Đó chính là cái độ đầm, độ chắc của nó. Đây. Nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác chạy rất là đầm và không bị chùn chân, không bị hụt hơi. Và có nghĩa là trong cái quá trình tập thể thao ấy thì mình có bị ảnh hưởng ở cái cổ chân này rất là nhiều, ở cái cuộc sống nữa. Thế cho nên là cái băng truyền này nó rất là đầm, nó làm cho mình đỡ chấn thương hơn và nó giúp bảo vệ cái cổ chân cũng như cái cuộc sống của mình tốt hơn. Và có một cái đặc tính nữa ở cái này khá là ưng ý, người ta khá là ưng ý vì là cái máy này nó có cái chế độ lựa chọn rất thông minh. Bình thường khi mà mình chạy những cái máy ở phòng tập ấy thì mình phải tự setup lại những cái chương trình này và mình tự làm theo ý mình. Nhưng ở đây nó có những cái bài tập mà nó từ thấp đến cao, từ ngắn thời gian ngắn đến thời gian dài, và có những cái chế độ tập luyện khác nhau. Và mình chỉ cần chọn chế độ là mình đã có thể tập được một bài tập mà nó đạt được hiệu quả cao trong một thời gian ngắn rồi. Đấy là hai điểm khác biệt mà mình cảm thấy rất là ưng ý với chiếc máy này. Và có khả năng là mình sẽ đổi cái máy này để chuyển sang cái máy này mình tập nó sẽ tốt hơn. Vâng, thế thì để em đây nhé, em sẽ mở cái máy này ra để xem cái máy của anh và cái máy này nó có cái sự khác biệt gì thì anh cũng sẽ dễ lựa chọn hơn. Bởi vì đây, ví dụ như đây nhá, đây là cái dòng máy mà anh đã mua đấy, các anh thấy đây. Cái motor của nó rất là nhỏ và cái cương dây Cura này rất là yếu, thế cho nên là nó sẽ không thể nào đảm bảo được cái băng truyền này nó chạy tốt. Đây, em sẽ mở cái máy của cái dòng của em ở đây cho để anh có thể thấy được cái sự khác biệt trong cái dòng máy tập này của mình. Đây nhá, đó, đây là motor như biến tần của nó. Đây có thể thấy cái sự khác biệt nó rất là nhiều. Nó hoàn toàn khác với cái câu chuyện là cái dòng máy tập này của anh. Đấy. Mà kể cả về cái vấn đề là cái khung đỡ này cũng thế thôi. Để thấy so sánh với hai cái với nhau gần như nó khác biệt hoàn toàn.
Thì theo em nghĩ thì cái dòng này cái quan trọng nhất là cái linh kiện cấu thành của nó tốt, thì nó sẽ tạo cho anh cũng như anh vừa chia sẻ là nó sẽ tạo ra cái hiệu quả khi anh tập hơn, và nó mang cái tính chuyên dụng hơn ở đây. Nhưng mà em thấy dòng này nó có cái rất hay, nó cả đánh mỡ bụng này. Đó, đánh mỡ bụng ấy, thì phải nói là đây là những cái máy mà họ cũng tính toán cái vấn đề là tính năng để làm sao mà người dùng được thu hút, thì đây là một trong những điểm mạnh. Vâng, rất cảm ơn anh Đức, cũng đây là mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người, thì đó là cái kinh nghiệm trải nghiệm của những cái người mà đã tập nhiều như anh Đức đây. Thế thì để lựa chọn làm sao chúng ta bỏ ra số tiền mà sở hữu được cái sản phẩm tốt, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn cũng như là lựa chọn cho các bạn những cái sản phẩm làm sao để thứ nhất là chúng ta có thể là tập được, ngoài vấn đề là chúng ta duy trì được sức khỏe, chúng ta sẽ lựa chọn là tránh bị tổn thương cơ, cũng như làm sao mà đấy có thể đơn giản nhất để cho các bạn có sở hữu được một cái sản phẩm làm sao để nó xứng đáng số tiền của các bạn bỏ ra. Hiện tại mình còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác. Bạn nào có rất cảm ơn anh Đức đã chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh, và sẽ để cho anh cái mức giá tốt nhất để anh có thể đổi từ cái sản phẩm này sang một cái chiếc máy chạy nội địa Nhật. Vâng, rất chân thành cảm ơn anh.